nay, mê quý, trong chương trình Ngôi nhà tuổi thơ hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ giao lưu với nhạc sĩ Trương Quang Lục tại Liên hoan các nhà thiếu nhi tỉnh Ninh Bình. Nào, bây giờ chúng mình hãy cùng đón xem nhé! Nhạc sĩ Trương Quang Lục với những ca khúc gần gũi với tuổi học trò như Tuổi Hồng, Hoa Sen Dâng Bác, Tuổi Thần Tiên, Trái Đất Này Là Của Chúng Mình vừa có buổi giao lưu ấm cúng với tuổi thơ Ninh Bình nhân dịp liên hoan các nhà thiếu nhi của tỉnh. Trước khi đến với cuộc giao lưu này, nhạc sĩ Trương Quang Lục đã sáng tác tặng tuổi thơ Ninh Bình ca khúc Quê Em Ninh Bình, Miền Đất Thân Thương. Cởi mở, thân thiện và trẻ trung là những gì cảm nhận được qua tâm hồn người nhạc sĩ tóc bạc. Ông tâm sự với các em về những ca khúc của mình, kỷ niệm về Ninh Bình và miền Bắc thân yêu. Gần 300 bài hát thiếu nhi mà ông sáng tác cũng như những đứa con tinh thần của ông. Trong số đó, có nhiều sáng tác được lựa chọn trong top 50 bài hát Việt Nam về thiếu nhi được yêu thích nhất thế kỷ 20. Trong chương trình liên hoan, các em cùng nhau thưởng thức những lời ca tiếng hát của các câu lạc bộ nghệ thuật đến từ thành phố Tam Điệp, huyện Kim Sơn, Yên Mô qua các tác phẩm của nhạc sĩ Trương Quang Lục. Hôm nay được gặp gỡ nhạc sĩ Trương Quang Lục là một niềm vinh dự và tự hào khi được gặp gỡ được người nhạc sĩ của trẻ thơ mà chúng em rất yêu thích, bài Tuổi 15, nói về sức sống tràn đầy sự tự tin của các bạn thiếu nữ tuổi 15. Và bài thứ ba là bài Tuổi Thơ Hôm Nay Thế Giới Ngày Mai, nói về khát vọng được hòa bình, chung sống nhân loại. Em mong muốn nhạc sĩ Trương Quang Lục có thể nhìn thấy được tài năng và nhận biết được chúng em yêu quý nhạc sĩ Trương Quang Lục hết như thế nào. Khi đang còn là thiếu nhi thì tôi đã nghe nói Ninh Bình, đến Ninh Bình, cố đô Hoa Lư, và và được nghe nói đến Đinh Tiên Hoàng, đến Bộ Lĩnh, Phát Cờ Lao tập trận và vị tướng Lê Hoàng. Có thể nói là nhiều cái điều mà ngay từ hồi tuổi thơ thì tôi đã nghe nói đến. Nhưng khi lớn lên thì phải nói là có điều kiện để có thể đến cái miền đất mà có nhiều di tích lịch sử này. Cho nên tôi đã trao đổi với các đồng chí ở trung tâm thanh thiếu niên của Ninh Bình và thu xếp được một cái buổi giao lưu gặp gỡ với các em thiếu nhi của Ninh Bình. Đó đối với tôi là một kỷ niệm rất là khó quên trong cuộc đời hoạt động âm nhạc của mình. Tại liên hoan nghệ thuật, các em được tọa đàm, giao lưu trực tiếp, chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với nhạc sĩ Trương Quang Lục, người có nhiều sáng tác và gắn bó với thiếu nhi. Cuộc giao lưu giúp thiếu nhi Ninh Bình có thêm kỹ năng trong cuộc sống, cũng như kỹ năng biểu diễn trước khán giả hâm mộ. Giao lưu này thì em cảm thấy rất vui và bổ ích ạ. Và em rất là thích khi được gặp nhạc sĩ Trương Quang Lục ạ. Trong buổi gặp gỡ nhạc sĩ Trương Quang Lục hôm nay thì em đã được nghe những bài hát rất là hay do nhạc sĩ Trương Quang Lục sáng tác. Và em cảm thấy là nhạc sĩ Trương Quang Lục đã sáng tác ra những bài hát rất là hay và lý thú để cho chúng em hát ạ. Qua nhiều lần gặp gỡ và nhạc sĩ Trương Quang Lục cũng có nhiều lần như thế là muốn là cái mong muốn thể hiện cái mong muốn của mình là muốn là sáng tác cho các em thiếu nhi ở Ninh Bình một vài ca khúc, hai nữa là cũng muốn là gặp gỡ giao lưu với các em thiếu nhi ở Ninh Bình. Chính vì vậy mà trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh là mời nhạc sĩ Trương Quang Lục ra, một mặt là xem chứng kiến cái hoạt động của trung tâm thanh niên tỉnh Ninh Bình và các nhà thiếu nhi của huyện của tỉnh Ninh Bình về cái những thể hiện những cái tác phẩm mà bác đã viết cho thiếu nhi. Cái thứ hai nữa là cũng muốn để bác gặp gỡ giao lưu với các thiếu nhi, các em cũng có nhiều cái câu hỏi, nó có nhiều cái mong muốn được trao đổi với nhạc sĩ về cái vị thế, về cái cách sáng tác, đặc biệt là những cái tác phẩm nổi tiếng của bác đối với thiếu nhi như là bài Trái Đất Này Là Của Chúng Mình. Nhạc sĩ Trương Quang Lục còn là một nhà nghiên cứu âm nhạc nói chung và nghiên cứu dân ca. Ông cũng viết nhiều bài giới thiệu tác giả tác phẩm, giới thiệu nhiều ca khúc nổi tiếng của những nhạc sĩ tài hoa trên các báo, tạp chí và trên đài phát thanh truyền hình trong cả nước. Nhạc sĩ đã xuất bản những tác phẩm
tuyệt phẩm nhạc Trương Quang Lục, Hội Nhà văn Vĩnh Phúc tuyển chọn ca khúc Trương Quang Lục. Trước khi đến cũng như đến đây thì tôi có một cái sáng tác gửi đến các em nhỏ ở Ninh Bình, đó là bài Quê Em Ninh Bình, Miền Đất Thân Thương. Thì phải nói là những cái tình cảm của tôi đối với Ninh Bình tôi đã đưa vào trong bài hát, đặc biệt là nhiều di tích lịch sử rồi những cái danh lam thắng cảnh của Ninh Bình cũng được nhắc đến trong cái bài hát này. Và sau cùng thì bài hát nói lên cái ý nguyện của các em là dù là đang còn là tuổi thơ nhưng mà cũng cố gắng học tập chăm ngoan để sau này xây dựng lại quê hương Ninh Bình và xây dựng tổ quốc thân yêu. Hôm nay em rất vinh dự, tự hào khi được thay mặt cho các bạn sinh hoạt trong nhà thiếu nhi để đến đây tham gia liên hoan gặp gỡ các nhà thiếu nhi tỉnh Ninh Bình với chủ đề là Thiếu nhi Ninh Bình với nhạc sĩ Trương Quang Lục ạ. Còn theo em thì các bài hát của nhạc sĩ Trương Quang Lục rất hay, nó nhí nhảnh, vui nhộn và là một trong những bài hát về tất cả các bạn thiếu niên nhi đồng ạ. Và em nghĩ là những cái bài hát đấy thì khi mình hát thì mình cảm thấy rất là vui tươi và cảm thấy thoải mái sau những giờ học căng thẳng ở trường ạ. Khi được biết là nhạc sĩ về thì bản thân chúng tôi cũng rất là vui và ngay chính cả các em thì cũng rất là mong muốn được gặp nhạc sĩ Trương Quang Lục. Với một cái mong muốn như vậy thì chúng tôi cũng thiết nghĩ là đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho chúng tôi có những cái dịp để gặp gỡ và trao đổi với nhạc sĩ. Được biết là nhạc sĩ thì có rất nhiều những bài hát về tuổi thơ mà các em nhỏ yêu thích, nên là đây cũng là một cái dịp mà để chúng tôi được làm quen, gặp gỡ và trao đổi với lại nhạc sĩ ạ. Thời gian qua ông đi nhiều nơi và đã có nhiều sáng tác dành cho tuổi thơ được các bạn nhỏ yêu thích. Một số ca khúc của nhạc sĩ đã đạt giải thưởng quốc gia, có bài từng được giới thiệu với thiếu nhi quốc tế. Nhạc sĩ đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng huy chương vì thế hệ trẻ. Tuyển tập nhạc Trái đất này của chúng em, tập 1 gồm 50 ca khúc thiếu nhi của nhạc sĩ Trương Quang Lục ấn hành năm 2000 đã được tái bản nhiều lần. Mới đây, nhà xuất bản Kim Đồng lại gửi đến các bạn tuyển tập nhạc Trái đất này của chúng em. Tập 2 gồm 200 ca khúc thiếu nhi của nhạc sĩ Trương Quang Lục. Ở cái tuổi ngoài 80, gia sản âm nhạc của ông nay đã hơn 400 ca khúc, trong đó có hơn 300 ca khúc viết dành cho thiếu nhi. Nặng tình với trẻ thơ là vậy, khi các bạn nhỏ Ninh Bình thể hiện tình yêu quý và thân thuộc với những bài hát của người nhạc sĩ đáng kính này, nhạc sĩ Trương Quang Lục xúc động tâm sự. Nhận được tình cảm yêu mến từ trẻ em Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Điện Biên và nhất là tuổi thơ quê hương Đình Bộ Lĩnh, tôi vô cùng hạnh phúc. Và khi trẻ em vui thì tôi xem đó là một mệnh lệnh để tiếp tục sáng tác phục vụ trẻ thơ lâu dài và tốt hơn.